Ê Ly, sao giờ này còn đây? Tôi tưởng bà phải đi kiếm người đó rồi chứ. Một bên là người mình thích, còn một bên là lòng tự trọng. Khó quyết định ha. Bà phải suy nghĩ là đúng, nhưng mà cũng đừng có lâu quá, nếu không là không có còn cơ hội để nói đâu. Sao hôm nay bà nói khác mọi ngày thế? Bà không cản tôi nữa. Tôi không muốn bà phải hối hận về những việc mà bà không dám làm. Chuyện qua rồi thì không quay lại được đâu. Đừng có để giống như hoàn cảnh giống như tôi vậy nè. Giống bà? Không lẽ bà với Winner cũng... Chuyện của tôi với lại Winner chắc không còn cách cứu vãn được nữa rồi. Chỉ trách là lúc đầu tôi quá dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng bà thì vẫn còn cơ hội mà. Nhưng mà tôi không tự tin gì hết á. Tôi sợ là... Bà có gì thì cứ nói đi. Thầy Khôi sắp đi rồi đó. Cứ giấu trong lòng hoài thì làm sao người ta biết được. Nói ra chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao? Cảm ơn bà nha. Thầy Khôi, chúc mừng thầy đã đạt điểm tối đa trong kỳ thực tập lần này. Cảm ơn thầy. Tôi tin là trong tương lai thầy sẽ trở thành một giáo viên cực kỳ là ưu tú. À thôi, thế giờ tôi phải đi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Gặp thầy sau nhé. Thầy đi đi, có gì mình gặp sau. Cảm ơn thầy. Thầy Khôi. Em tặng thầy. Người ta nói là gấp hạc giấy là để được một điều ước, dù có viển vông, dù có xa vời, nhưng mà em chưa bao giờ ngừng hy vọng. Haley à, thầy có thể chỉ một lần nhận nó được không? Thầy xin lỗi, thầy sẽ không nhận món quà này của em đâu. Thay vì em đặt tình cảm vào thầy thì em hãy chú tâm vào việc học đi. Hãy nghĩ tới ba mẹ của em. Dù gì, thầy cũng sắp về trường của thầy rồi. Em ở đây phấn đấu, học hành cho tốt. Nghe không? Vậy nếu như sau này em đỗ vào trường mà thầy đang học, liệu em có cơ hội không? Thời gian có thể thay đổi được nhiều thứ, nhưng không phải là tất cả đâu em à. Em hiểu ý thầy chứ? Dạ. Bây giờ tốt nhất là em lo tốt việc học của mình đi.